Ok, thì mình sẽ nói về La Mô Kê Phương Ngọc Luyến trong Tem Di Thường gửi đến mọi người sau đây. Thì trong cái vấn đề này, nhiều người cho rằng nó khá là phức tạp. Thì mình không lòng vòng nữa, mình sẽ đi đi vào vấn đề chính cho mọi người coi. Thì cái trong Tem Di Thường đã chia sẻ rằng gọi hồn của La Mô Kê đấy chỉ là diễn, đó chỉ là diễn tập thôi, một cái diễn tập. Khi mà Phương Ngọc Luyến lên tiếng ấy, nói rằng chia sẻ với mọi người rằng đấy chỉ là diễn, chứ thực chất là để nhằm câu like câu view cho mọi người coi, chứ thực chất là không hề đúng. Bởi vì gọi hồn nam kia chỉ là những cái mưu, những cái trò của trong Tem Di Thường nghĩ ra để qua mắt mọi người xem. Thật chất ấy, để mà nói về cầu siêu hay là đi chùa để giải hạn hay các kiểu ấy, thì cái đấy mới thực sự là một cái chính xác, một cái đúng với sự thật. À, khi mà nhiều người, cư dân mạng, nhiều người chỉ trích nói về Tem Duy Thường, nói rằng gọi hồn La Mô Kê đấy chỉ là một cái mưu, một cái trò bày ra trong Tem Duy Thường thôi, thì đúng, thật sự nó là một cái bí mật, một cái câu chuyện khá là dài, nhiều người không hề biết cái ẩn ý đằng sau câu chuyện của nó. Thì nhiều người hỏi giải đáp là tại sao Tem Duy Thường có thể nghĩ ra một cái clip này để mà dạng như là chôn ấy, nói về vượt cả hàng trăm km để dâng lễ gọi hồn La Mô Kê về. Thì nhiều người cho rằng đây chỉ là một cái video dàn dựng, một cái video tự diễn thôi, không mà thực chất nó không có thật đấy. Cho nên là khi mà hôm qua Phương Ngọc Luyến đã lên chia sẻ với tất cả mọi người trên cái câu chuyện này, gọi hồn La Mô Kê về là chỉ là diễn thôi nhá, chỉ là diễn không có thật đấy, nó không có thật. Cho nên là nhiều người rất thắc mắc tại vì sao Tem Duy Thường lại không 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 lại không chia sẻ lên. Khi mà nhìn mình xem cái clip của Tem Duy Thường gọi hồn La Mô Kê về nhập vào của bà ấy, do một cô đồng gọi lên để trực tiếp cho Tem Duy Thường nói chuyện với hồn Nam Ok. Thì trong cái vấn đề này, nhiều người không biết cái hàm ý đằng sau của một cái vấn đề này. Tâm linh thì đúng là không thể mang ra đùa giỡn được, bởi vì là từ trước đến nay người ta có câu là có kiêng có lạnh, có thờ có thiêng đấy, nó luôn đúng với cái tâm điểm của mỗi người. Tâm linh này luôn luôn là nó đúng, nó là sự thật mà chúng ta không hề nhìn nhận được cái đằng sau câu chuyện dài của nó. Khi mà tiết lộ ra được cái clip này của Tem Duy Thường ấy, nói rằng đây chỉ là một diễn tả thôi, cộng đồng mạng rất bức xúc, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích cho Tem Duy Thường và nói rằng tại sao Duy Thường lại có thể dàn dựng ra được một cái video như vậy. À, bởi vì gọi hồn La Mô Kê nó thực chất là không có thật. Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích một cái vấn đề này. Cho đến khi mà Phương Ngọc Luyến chia sẻ với mọi người thì cái tình tiết ra cái video này nó mới tiết lộ ra được cái sự thật. Ok nhá, mọi người có cái thắc mắc gì muốn hỏi mình, muốn giải đáp
thì comment bình luận dưới phần video cho mình để mình giải đáp những thắc mắc cho mọi người. Ok, thì mọi người nhớ ấn đăng ký và like, subscribe, chia sẻ cho mình để mình giải đáp những thắc mắc cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.